không hỡi em? Con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em? Con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hôm quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Cây mê che bóng mát mỗi chiều ta đứng chờ nhau. Những năm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sao. Thôi ấy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Quỳnh Anh, mời hai con đánh lại sân khấu. Rồi, cho chú hỏi, sau một năm quay trở lại chương trình này thì cảm giác của con thế nào? Con cảm thấy rất là vui khi được gặp lại thầy cô và các chú, các cô chú ekip và được làm quen với các bạn mới. Qua một năm con có cao hơn ông Vĩnh? Không, không cao vậy chút nào. Chú rất là tự hào khi nhìn thấy bốn đứa trên sân khấu. Mấy con là những món quà để giúp cho cái tâm hồn chú nó trẻ trung hơn và chú có thể thỏa thích ở trong cái cảm xúc của mình. Mọi người không có biết đâu, tại vì nguyên một tháng vừa qua là Vũ toàn là lưu diễn ở nước ngoài không à. Cho nên là tối nào á, mấy thầy trò cũng FaceTime với nhau, mỗi đứa một cái điện thoại, rồi xong rồi cùng hát với nhau ở trên điện thoại để mà tập. Hôm nay bốn đứa hát rất tốt, rất dễ thương, đáng yêu lắm. Cảm ơn chú Vũ. Thưa quý vị, sẵn tiện đây thì có ba cô chú giám khảo, hai con dành cái đoạn ngắn thôi. Một cái bài mà năm ngoái lấy nước mắt của rất là nhiều người, bài Sao Mưa Giông có được không? Yeah! Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rủi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo.
Cảm ơn con. Qua một năm rồi mà chú vẫn nổi da gà khi nghe các con hát. Hát cái gì mà như có máy phát nhạc ở trong cái cổ họng vậy trời. Lên cái nó héo mà người nó muốn quéo. Rồi bây giờ hai con đứng đây. Xin mời vị giám khảo chia sẻ đôi điều. Hồi nãy thì cô với cô Họa My á, có ngồi nói về thí sinh của năm nay. Tại sao các con, các cô, các cậu hát nhạc miền Nam ngọt ngào vô cùng luôn. Hát mà nó như rót vào tim á. Và nãy khi bốn đứa ra hòa ca đó, thì cô mới nói là đúng là âm nhạc nó đi vào lòng người. Các con đã làm được những điều tuyệt đẹp. Hy vọng rằng đây sẽ là những cái kỷ niệm rất là đáng yêu của các con khi lớn lên. Cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Xuân. Năm ngoái thì cô Ốc được gặp mà hai bạn Đức Vĩnh, Quỳnh Anh qua TV thôi. Năm nay thì mới được gặp các bạn ở ngoài. Không hiểu tại sao cô có cảm giác giống như là các con đã thân với nhau từ lúc nào vậy đó. Từ khi mà gắn kết với chú Vũ á, ở chương trình này á, cô thấy rất là trân quý những con người lúc nào cũng nghiêm túc. Và một cái sự rung cảm đặc biệt mà họ luôn dành cho những người xung quanh. Điều đó thể hiện rất là rõ trong những tiết mục mà chú Vũ đã làm cho các con tại chương trình này. Và may mắn là cô được ở bên cạnh chú Vũ để được cảm nhận và được cùng làm với chú Vũ. Cảm ơn Vũ rất là nhiều vì mình đã được ngồi với nhau, mình đã được cười với nhau và mình cũng đã từng được khóc với nhau. Hình như khóc nhiều hơn cười thì phải. Và với tiết mục vừa rồi, cô nghĩ đó là một cái hình ảnh rất là đặc trưng cho đội của mình. Riêng tại sân chơi này, cô cảm thấy rằng cái màu sắc mà chú Vũ cùng với cô đã làm cho đội của mình là đúng nhất cho con người của tụi con. Đó là những cái gì nó chân thành nhất. Chúng ta đã nắm tay nhau làm điều đó cho tới bây giờ rồi và vẫn sẽ tiếp tục như vậy dù kết quả đêm nay có như thế nào con nhé. Cảm ơn cô. Ốc rất nhiều.